Dạ vâng, số phụ kiện PCB Tú Anh lại xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê nhé. Ngày hôm nay sẽ lên giới thiệu đến cho anh em hai siêu phẩm PCB Epic. Một là Epic Terminator bản Pro MK2 và Epic Tactical bản Pro mới nhất 2023 cho anh em tham khảo và lựa chọn về đi săn. Thì hai khẩu ngày hôm nay em đều lắp ráp gửi xe trả hàng đến hai bác khách đã tin tưởng và đặt hàng bên shop nhận qua hình thức đó là lắp ráp gửi xe nguyên cây. Thì lời đầu tiên cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến hai vị khách ngày hôm nay nhé. Thì đầu tiên sẽ là anh khách người Tây Linh, một khẩu Epic Terminator giá 16.500.000 và một khẩu Epic Tactical bản Pro 13.500.000 cho anh em tham khảo và lựa chọn. Thì cấu hình nó ra làm sao, như thế nào thì kính mong anh em có thể là theo dõi hết video để em có thể giới thiệu chi tiết cho anh em về cấu hình và báo giá công khai cho anh em và các bác với nhé. Đấy. Thì tất cả những sản phẩm và mặt hàng bên shop giới thiệu trên kênh thì đều báo giá công khai để cho anh em có thể là dễ dàng tham khảo và lựa chọn và so sánh. Em có nhu cầu mua bán thì cứ tìm hiểu thật kỹ ở trên kênh. Em đã báo giá chi tiết và công khai cho anh em rồi. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua thì có thể gọi điện trực tiếp cho bên shop qua hai số điện thoại em để trên biển kia anh em nhé. Đấy, lưu ý là anh em mua bán thì gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo thì bên em sẽ tư vấn gửi hình ảnh và mẫu mã sản phẩm cho anh em để em có thể là dễ dàng lựa chọn và tham khảo thôi nhé. Đấy, em muốn mua cây hoặc muốn chơi cây tầm bao nhiêu tiền thì bên em sẽ gửi hình ảnh và video cho anh em xem về cây cấu hình như vậy. Thì sau khi mà anh em đặt hàng thì bên em sẽ nhặt đồ để lắp ráp cho anh em. Đấy, nhưng anh em có hỏi là có sẵn không thì em cũng nói luôn là phụ kiện thì luôn luôn là có sẵn, ví dụ như quy này, kính này, giảm này, bình van, cành thì có sẵn. Còn anh em đặt cấu hình ra như thế nào thì bên em mới lắp ráp cấu hình như vậy thôi nhé, còn không lắp ráp sẵn lên. Đấy, tất cả những sản phẩm mà quay video cho anh em ở đây thì đều là anh em đặt hàng rồi em lắp ráp lên xong rồi sẽ đóng hàng gửi cho trả hàng cho những em luôn. Đấy, chứ không để ở trong kho các nhé. Phụ kiện thì có rất nhiều. Đấy, nên anh em muốn lắp cấu hình nào thì cứ inbox liên hệ cho bên em. Còn về hình thức vận chuyển thì đối với cái cấu hình cao như thế này thì bên em sẽ thiên về là gửi xe các bác nhé, không gửi ship. Gửi xe thì sẽ gửi nguyên cây cho anh em. Đối với dòng Termi này thì chỉ tháo mỗi cái giảm đầu giảm thanh ra thôi, còn đâu đóng nguyên là một gói hàng gửi cho anh em. Em nhận hàng kiểm tra rồi thanh toán tiền qua nhà xe. Mua hàng thì đối với dòng Termi này cọc ít nhất 500.000 tiền trách nhiệm, còn đôi số tiền còn lại thì anh em nhận hàng và thanh toán tiền qua nhà xe nhé. Đấy, lưu ý đối với cấu hình cao như thế này thì anh em cọc ít nhất 500 để tránh tình trạng anh em bom hàng. Đấy, bởi vì cái mặt hàng này nó vẫn là mặt hàng nhạy cảm nên là nhiều khi là gửi đi cho anh em không nhận hàng xong rồi bom hàng thì rất chịu khó khăn. Còn anh em nào mà đang thắc mắc về cái vấn đề cọc cạch thì nói thật với anh em không thể nào mua được những cái khẩu súng ngon cấu hình ngon như này đâu. Đấy, lên tìm hiểu thật kỹ đi xong rồi hãy mua cơ nhé. Còn về chế độ bảo hành thì bảo hành cho anh em mỗi một đổi một trọng ở một tuần, còn em không bảo hành mõm theo kiểu 6 tháng hay 1 năm. Đấy, tất cả những cái thằng mà quảng cáo bảo hành 6 tháng 1 năm thì đều mõm hết các bác nhé. Bởi vì mặt hàng này mặt hàng súng là đồ nhạy cảm. Đấy, nó không phải như đồ điện tử bảo hành 6 tháng 1 năm được. Đấy, anh em chơi kiểu gì nó cũng sẽ có tình trạng xì xoạt này. Đấy, hoặc là lỗi này lỗi kia thì cái đấy thì anh em sửa. Đấy, em không sửa được thì gửi lại bên shop, shop sẽ sửa chữa. Còn bảo hành đổi cho anh em là trong vòng một tuần và anh em chơi, ví dụ cái kính bảo anh ơi kính này mắt em nhìn không tiện hoặc là không ok lắm, đổi kính khác. Đấy, hoặc cái bình này nó hơi nặng, anh đổi cho em bình carbon em thêm tiền này kia, ok đổi bình khác. Đấy, đấy là chế độ bảo hành bên em các bác nhé. Còn quay lại với hai sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết về khẩu Termi 16.500.000 trước. Đấy, anh em nghe rõ này, 16.500.000 thì anh em sẽ được một cấu hình, đó là quy thì sẽ là quy Terminator bản Pro MK2 nhôm 7075T6, hàng nhôm nhập khẩu cho an toàn, có sụp buồng hơi cải tiến lớn cho anh em tăng chỉnh búa lò xo ngoài. Đấy, van là van cờ đi kết bản chuẩn công ty UN đã qua xử lý và làm lại với shop. Thì đối với dòng van này thì em đã thay cho anh em đó là hai một cặp đồng hồ Weimar, đồng hồ xịn và lò xo đĩa. Thì lò xo đĩa Mubia, đấy, lò xo đĩa Mubia thì đã thay cho anh em đó là 10 lò xo đĩa thôi nhé. Bình là bình carbon 0.5, bình Panax cực kỳ đẹp, giảm âm Peter Sài Gòn, cành XM8 8 khương chuẩn chỉ loại 1 zin,
Đấy, bản đủ dài 2 pin, dài từ đầu đây cho tới đầu rảnh các nhé. Đấy, cành này thì bao cho anh em lượn mồi cự ly là 100 đến 150 mét. Đối với cành này thì bảo hành được 6 tháng này. Bảo hành cái cành 6 tháng, nghĩa là trong vòng 6 tháng em chơi đấy, lỗi đổi không trụ đổi trả thay cảnh khác các bác nhá. Đấy. Kính thì là kính ngắm quét vuông tơ, thông số là 6-24x50. Đấy, có đèn tâm và bánh xe chỉnh nét cho anh em. Tâm kính cực kỳ đẹp nhá. Thấu kính to cho anh em để săn mồi cự ly xa. Đấy. Hoàn thiện một cây như này là 16.500, tặng kèm 1kg kẹo chì và một băng đạn. Thì hiện tại đây không cầm băng đạn cơ. Đấy, băng đạn của nó là băng 13 viên nhá. Đấy, 16.500 này. Tiếp theo nữa là Epic Quy ba lỗ hàng Quy Tactico bản Pro. Đấy, cái này thì quy của nó sẽ sử dụng quy đời mới, cải tiến thể tích buồng hơi lớn này. Đấy, cải tích thể buồng hơi lớn này thì anh em sẽ không cần phải lắp thêm nó khoang áp độ, mà anh em chỉ cần lắp thêm nó ở cái van. Van thì vẫn là van cờ két bản chuẩn công ty, qua xử lý và làm lại bên shop nhé. Đấy, bán gấp chữ A này. Bình thì bình carbon 0.42, anh khách này yêu cầu lắp bình 42 này. Giảm âm Peter Sài Gòn, cành XM8, 8 khương chuẩn chỉ loại 1 zin cho anh em. Bao chơi cự ly là 100 đến 150 mét sân cỏ thoải mái thôi nhé. Kính ngắm Discovery dòng HS nhé. Đấy, thì rất lâu rồi thì em mới có khách là lắp với dòng kính này. Thì đối với dòng kính này thì em cũng khuyên thật anh em là tâm của nó thì là hơi mảnh một chút. Đấy, nên là em nào mà mắt của mình hơi kém ấy, thì mình có thể là thay cái dòng kính khác các bác nhé. Đấy, 12.500.000 một khẩu Epic Tactical bản Pro như thế này. Đấy, 12.500.000 cho anh em. Đấy, rất chi là ok luôn các bác nhé. Đấy, 16.500.000 Epic Termiton này, 12.000.000 Epic Tactical Pro này. Đấy, 12.500.000 này. Thì anh em nào mà thích cây nào, thích sở lắp cây nào thì inbox cho em qua số điện thoại kia các bác nhé. Đấy, anh em cứ gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo thì ở bên em sẽ tư vấn cho anh em thêm các bác nhé. Còn video ngắn ngày hôm nay lên giới thiệu đến cho anh em hai khẩu đây, thì cũng xin phép anh em và bác kết thúc đây. Xin chào, gặp lại các bác ở video sau nhé.